em lại giao lưu rất vui cùng cả nhà một cây kim thanh mai đang ra hoa nha cả nhà ơi cây này cao 20 cm hoành 12 nha anh chị em mình đó để em quay cái bộ tàng trên cho anh chị em mình xem ha những cái bộ tàng này thì bộ dâm bộ chi nó cũng đã đều hết trơn rồi cả nhà cây này về thì anh chị em mình chỉ vào chậu vào chơi nữa thôi à, chi cành rất là già để em xoay một vòng cho anh chị em mình xem và sau đó xem từng cái chi dưới nha cả nhà cây cực kỳ già luôn nha cả nhà cây rất là lực nha à, hoành 12 à, cao 20 cm nha anh chị em mình Đó, để em quay cho anh chị em mình xem phần dưới nha cái bộ à, tán nè cả nhà bộ tán bộ chi dưới nè anh chị em mình thấy không cây này thì không có còn nuôi nữa nha cả nhà chỉ vào chậu và chơi thôi Tại chi cần em đã nuôi đầy đủ hết rồi ưng ừ ý thì nhắn tin alo cho em nha cả nhà giá cực kỳ yêu thương luôn nha anh chị em mình ưng ừ ý thì nhắn tin alo em muốn số điện thoại 079 549 cả nhà cây kim thanh mai nha góp vui cùng cả nhà nha ưng ừ ý thì nhắn tin alo cho em cây đang ra hoa và còn nụ nữa nha cả nhà đó anh chị em mình thấy cái hoa chuẩn bị nở nè cả nhà ơi ưng ừ ý thì nhắn tin alo cho em nha chúc cả nhà mình có một buổi trưa vui vẻ nha